Dạ, nhìn chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Em tính xuống đi thả mấy con cá lì thiêu của em, nhưng mà cô chú kêu em quay cái đầu bò bơm nước này. Cô chú mùa mưa tới hôm ra 2-3 ngày nay em không có đăng. Cô chú hỏi em ơi, còn bán nữa không hay là hết rồi sao không thấy em đăng. Thì em sẽ quay chi tiết lại cho cô chú như anh chị mình sẽ hướng dẫn sơ lược để cô chú dễ sử dụng ha. Thì đầu bò bên em nó có mấy cái dòng mà phổ thông mà cô chú dễ xài nhất. Giữa cái đầu bò này cái nó lên nước rất là đặc cô chú. Bởi thông thường là có nhiều chỗ mà em gửi viết mà shipper là giật mình đó, bị lấy cái này cái qua ngày sau cái đầu có đơn khác về chỗ đó nữa, cái mấy em shipper nó giật mình, nó sợ mình gửi trùng á. Nói sao mà gửi chỗ đó gửi hoài vậy, anh Thắng có lên lộn không? Nhưng mà bị cái này là cô chú xài một lần là đa số xài một lần là mình thấy đạt thì giới thiệu cho cô chú như anh chị khác, nên bán một chỗ được nhiều. Giờ nó ví dụ như cái này đi, em lụm cái nào em tụm cái nó đi. Như cái này là cái vỏ ngoài nó cô chú nhìn nó là 2 tấc 4 nè, 2 tấc 4 thì nồng trong nó 2 tấc cô chú, nồng trong 2 tấc. Cái này đặc biệt thì cô chú dùng cho mấy cái máy văn ga văn cua 6 ngựa mình á, thay vì Honda 5x5 thì cô chú nên sàn tấc 8 ga 2 tấc 2 ha. Còn văn cua thì nó mạnh hơn, văn cua nó mạnh hơn, thì cô chú có một số cô chú vẫn xài cái đầu 2 tấc ga 2 tấc 4 nè, để mục đích chính là cho nó lên nước nó đạt. Còn một số anh chị đó là xài cái motor mà motor 2 ngựa của mình đó, thì cô chú xài cái này nó đạt nó vừa công sức nó nè, 2 tấc ga 2 tấc 4 motor 2 ngựa cô chú, 2 ngựa thôi nha. Còn nếu một ngựa rưỡi là chạy không nổi cô chú. Cái này thì nó có bọc lắp 34 nè, bọc lắp 42, mà cái mẫu này thì cô chú ít có xài hơn. Thông thường cô chú cưng máy là xài tấc 8 ga 2 tấc 2 là không vững nhất. Tấc 8 ga 2 tấc 2 là cái mẫu nó nhỏ hơn, thì cái đó nó dùng cho Honda 5x5 6x5 cốt thẳng mình á, mà mình chạy đều ghét á, là tấc 8 ga 2 tấc 2. Thì giá bán 1 tấc 8 ga 2 tấc 2 là 380 bao ship. Còn 2 tấc ga 2 tấc 4 này nó cũng là 380 luôn cô chú. Còn thằng này nè, thằng này không gài là nó hút hàng mà nó mới có lại đây cô chú ơi, mới có lại là đặc biệt cô chú xài là khủng khiếp luôn á. Cái này là ở trong là 2 tấc, cô chú chạy dịch 2 tấc 4 á, 2 tấc 4 cô chú cắt cái chót hơn chút xíu, cô chú miếng sao cô chú gắn sao mà cho nó khít, nói chung là dẫn dịch nó hở cho một tí rồi nè, hở một tí thôi, đừng cho nó tuột nước, là dành cho Honda 5x5 6x5 nhông. Cô chú nhớ là nhông giùm em lưu ý nha, chạy chân dịch 3 cánh, máy nhông Honda 5x5 6x5 nhông thì cô chú chạy này 2 tấc 2 2 tấc 6 là 390 cô chú, là nó chạy lên nước tuyệt vời luôn, rất là đạt luôn. Còn đối với cái thằng 2428, cái này nếu mà của D6 thì xài rất tịch luôn cô chú. Của D6 thì của D42 cũng là 2 tấc 2 ra 2 tấc 6, ở trong mình chạy dung dịch 2 tấc 4 mình cắt. Đây nè, nói là nó có hình, nó có đây cái này không có cải tiến. Thì cô chú xài này nó ngon nè, là mình xài cải tiến 22 ra 26. Đối với D6 là nó có quặng nghe cô chú, nó có quặng là cái giá nó bữa nay là nó 400.000 thôi, nó mắc hơn này là 10.000, là vì cái này nó có quặng, này có quặng nè cô chú nhớ lưu ý giùm em nha, bữa nay nó mắc hơn 10.000. Bữa hổm có mấy video trước em có nói cô chú đó, đợt sau là nó mắc hơn 10.000. Cái chỗ em lấy giấy hàng về người ta kêu, người ta nói em bán quá trời meo, mắc hơn 10.000 ở chỗ có quặng này, con này không có quặng này, 39 này 400. Còn đối với cái thằng 2428 nè, 2428 này là vì số lượng bà con xài cái dòng này nhiều nên em lấy nó nhiều nhất. 2428 là cô chú dành cho cái ớt 70 anh ở 65 ớt 80 thì cô chú xài nó vừa, xài đầy ghét nữa cô chú, mình xài không qua hộp nhông thì nó vừa, là từ bê tông từ 80 ly á, từ 80 ly rồi cô chú xài nó rất là đạt. Còn 26 ra 30 là những cái đầu bò bự á, 2 tấc 6 ra 3 tấc là giống như này nè, 6 ra 3 tấc thì cái này dành cho ớt 90 1 bớt 85. Nói chung là cái dòng nào mà cô chú thấy là nó từ cỡ khoảng bê tông nó 85 ly trở lên là cô chú xài nó vừa. Cô chú nhớ lưu ý cho mẹ em nha, từ 85 ly trở lên như là ớt 90 nè, ớt 10 rồi đó
hoặc là đi 9 tới 10 cô chú xài 26 3 tấc thì giá nó là 601 cô chú. Còn 2 tấc 8 ra 3 tấc 2 thì nó dùng cho mấy cái máy D12 mà dạng mình chạy đề ghét. Chạy thẳng luôn, 2832 mình chạy thẳng luôn. Đây, 3 tấc 2. Mình chạy đề ghét thì cái này là bên em bán là 750. Còn 3 tấc ra 3 tấc 4 là cái này đây. 3 tấc ra 3 tấc 4 dành cho mấy ít 50 60 mà qua hộp nhông coi chút. Qua nhông á là 950. 950 coi chút. Cái này thì nó có bọc lắp 42 rồi 49. Rồi cái bự nhất của bên em là 34 38. Nó dành cho những cái máy công suất lớn như là Tết 90 rồi 85 mà qua hộp nhông thì cô chú xài 34 38 là giá 1.350. Nó không có thay đổi cô chú. Còn cô chú mà cô chú không có gần thì cách lắp đặt cái chân vịt á thì cô chú cứ nhớ là gì giùm em. Là cô chú gắn sao cái chân vịt nó nằm ở khoảng này nè. Khoảng sau này nó gần gần cái mí chốt của cái này nè. Sao mà cho chân vịt nó khích thì mình lên nước nó mới đạt nha cô chú. Còn đối với motor cô chú ơi, hôm nay là có mấy cái trường hợp motor mà về bơm nước không có đạt. Là vì khi cái motor của mình á, cái dòng tua motor tải mình nó có 1450 à. Mà cô chú xài qua cái hộp nhông 12 nó còn có 750 dòng trên phút. Nó chạy chậm quá bơm nước là motor chạy như không vậy mà nó cũng không lên nước luôn. Lên nước cứ xìu à. Thì cái đó nó có hai trường hợp để cô chú khắc phục ha. Một là cô chú tăng cái dòng tua lên. Tăng dòng tua lên thì cô chú phải giảm cái đầu bò này lại. Ví dụ như giờ cô chú đang sử dụng của nó mình dòng tua 12 thì cô chú làm sao mà cô chú đổi cái bu ly trên cái motor cho nó bự lên chút xíu. Thì sao mà cho nó cỡ khoảng 64 hoặc 73. Cái tua nó chậm quá là nó lên nước cái xìu cô chú là lên không đạt ha, để nhiều khi cô chú mua về mà cô chú thấy bơm nước không đạt thì tốn tiền uổng lắm. Cô chú làm sao mà tăng cái dòng tua lên thì nó lên nước sẽ đạt à. Là mình một là mình hạ cái bu ly ở dưới cái hộp nhông mình cho nó xuống nhỏ một chút xíu. Còn cách thứ hai nếu mà cái đó nó khó thì mình tăng cái bu ly trên cái motor xuống. Tăng bu ly lên cho nó bự. Nó bự chừng nào thì cái tua nó nhanh. Nhưng nó bự nó nhanh thì cô chú nhớ lưu ý là phải giảm cái đầu bò lại cô chú. Cho nó nhỏ lại một chút. Chứ mình đừng có xài như cái đầu bò bự bằng kia gì mà mình tăng lên là cái máy cái motor mình chạy không nổi nó bị cháy. Rồi em có dạy ý cùng cô chú ha. Cô chú nào mà có nhu cầu sử dụng đầu bò bơm nước mùa mưa này nè. Thì cô chú cứ alo em ha. Em còn chắc một đống ở sau hè. Vì hôm gầy đang vô vụ em chắc nhiều lắm. Em sợ nó hụt hàng á. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Em cảm ơn em như cô chú rất nhiều ha. Chào cô chú.